Sáng nay ngày 16 tháng 2, tức ngày 7 tháng Giêng, đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy Hưng Yên cùng các đồng chí Trần Quốc Toàn, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, đồng chí Trần Quốc Văn, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã đi kiểm tra thực địa, động viên cán bộ công nhân đang thi công một số dự án giao thông trọng điểm của tỉnh Hưng Yên, đó là dự án đường Tân Phúc Võng Phan, đường kết nối đường tỉnh 387 với đường cao tốc Hà Nội Hải Phòng, dự án xây dựng đường trục ngang kết nối quốc lộ 39 với đường tỉnh 376 thuộc địa phận các xã của huyện Ân Thi, đường liên tỉnh Hà Nội Hưng Yên kéo dài, đường song hành đường vành đai 4 vùng thủ đô Hà Nội và đường DT385 đoạn Dốc Nghĩa Lương Tài trên địa bàn huyện Văn Lâm. Qua kiểm tra thực địa, các đồng chí thường trực tỉnh ủy chúc mừng năm mới, động viên, tặng quà cho các cán bộ kỹ sư, công nhân đang thi công trên các công trường, đồng thời đánh giá cao tinh thần làm việc của các đơn vị nhà thầu trong những ngày đầu xuân mới và đề nghị các nhà thầu tập trung máy móc, thiết bị và nhân lực đẩy nhanh tiến độ thi công để đảm bảo kế hoạch đề ra. Các địa phương tiếp tục giải phóng mặt bằng để cho nhà thầu thi công.